Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to prepare freestyle soup recipe. So now let's enjoy with me. Nên ăn cắt lớn on chỉ phô trai. Here fish. Nè on trai cái phô kia đây nè. Trai nó sẽ là phô nha. Nắng lấy ngắn nha thầy nắng mà. And now start to clean and prepare fish. Nửa nơi trái sẽ tập bông mỡ nè. Chị ngắn nha. Ủa này cắt lớn 200 mà chui sẽ ca thấy chị cắt. Dục của ai đi chân. Mà nó mổ nó con riêng trái chị chăm con vô tầm bông cooking oil. Oh, no. Oh, here I put the herb.
dưỡng, hạ nhiệt thở, lady finger, tomato, red gourd, carrot, onion, and chopped garlic. Ôn chăm chuyện đong tới để xem ăn. Chà, tốn tâm hay đã tập đăng được không? Quý sớt. Chicken powder. Salt. Sugar. Add some water. Nhưng mình có chân ngon đó, bà lại có tràn, sạch có tràn. Ôi, đừng em. Tamarind. Chị hành, chắc thời. Chạy lỗ. Đi khăn nhằm chú dương dương. Chúng tôi tổng tổng. Cái này đi chọn chứ. Lo chọn chọn cho nhắm được chai. Này. Cảm ơn. Là dân chờ những khơi của trong nhé mà chứ. Đúng. Cảm ơn. Ok, now I start to add all vegetables. Ôi, này mưa lại dân nè. Này dân phô tông môn chân tiết. Lady finger, chili, tẩm nón, năng lon, đã tray còn đã tray, ôi tẩm nón chừng nhà ôn ơi, add fish and fish egg, wow. Ủa cắt, thôi tẩm nón sờ lo chưa, chicken egg. Ôn cô cội bạch. Chà. Cùng ngon xài. The last I add rapid đi hớp. Chúc chứ. Ôi chơi đạm ôm, biết cắn được chơi nhớ. Tầm nồng khăn của này mưa nè. Ôi. Tầm nồng khăn quá. Tập trình nóng nè. Ngồi. Nè. Ôi, lòng cần nấu mấy tên. Ủa, đau, 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 đau. Wow. Ôi, lòng em mong á. Đặt mặt tên mùi liệt mà. Đặt tên mùi tiết hía của nó cũng đi. Nắng. Đặt tôm, đặt tay của bạn. Yeah. Ừ, ừ, ừ. Ất lém.
Amen. Time to test it, so let's have it us. Ôi, tầm nồng chung anh khăn lên tên. Đã bà lăng xem. Mà bông tay ạ. Bà lại nhé, khoan tầm nồng tiên. Đã bông ngoan lên tiết. Amen. Mất tay ạ. Up. Wow. Lòi chóng xuống khuất. Cái đau chứ ngắn nha. Nhầm mì khăn khăn. Ôi trái sắp sát bóng này. Không phải đem không đem. Còn nhiều chân lắm. Ăn ngủ.